rất may mắn thành công. Rồi chuẩn bị quần áo ấm nhé. Dạ, vừa phòng cho anh em nhiều cũng tham gia vào cứu trợ, cấp cứu, giúp đỡ nhân dân. Đây không chỉ là cái bắt tay thân tình của cấp trên dành cho cấp dưới của mình, mà còn là sự gửi gắm những lời động viên, hy vọng và sự tự hào của nhân dân Việt Nam. Chiều ngày 9 tháng 2 năm 2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân cử 21 chiến sĩ cứu nạn cứu hộ giàu kinh nghiệm sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đất nước này khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất. Theo lãnh đạo Bộ Công an, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua thảm kịch gây thiệt hại lớn về người và tài sản do hai trận động đất và hàng trăm rung chấn vào sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua. Đây là thảm họa khủng khiếp nhất trong vòng một thế kỷ qua tại đất nước này. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ của các nước trên thế giới đang hết sức khẩn trương hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ cứu trợ nạn nhân đang mắc kẹt. Đây là lần đầu tiên thì Bộ Công an cử một đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an tới làm nhiệm vụ quốc tế tại một khu vực xảy ra thảm họa ở rất là xa lãnh thổ Việt Nam. Đoàn nhận lệnh lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý là cử các đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam sang giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Và đoàn lên đường chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh, chứng tỏ cái tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tính chiến đấu rất là cao của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam. Tôi hy vọng rằng là cái đoàn 24 cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ và nhân viên y tế khi sang Syria thì sẽ giúp nhân dân cùng Việt Nam khắc phục những cái hậu quả của thảm họa. Và qua cái công tác cứu nạn cứu hộ này thì những cái sứ giả hòa bình của Việt Nam, cái sứ giả nhân đạo của Việt Nam sẽ để lại những cái hình ảnh rất là đẹp trong lòng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong lòng bạn bè quốc tế, và đồng thời cũng học hỏi được những cái kinh nghiệm rất là quý báu của bạn bè quốc tế trong cái việc tiến hành cứu hộ cứu nạn. Trung tướng Tô Ân Sô cũng cho biết sự kiện thể hiện vai trò quốc tế, tầm lớn mạnh và vươn lên của Việt Nam so với bạn bè quốc tế. Theo dự kiến, đoàn công tác sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài vào 22 giờ tối nay. Tính đến ngày 9 tháng 2, số người chết trong thảm họa đã lên tới 16.000 người, hàng chục ngàn căn nhà bị phá hủy, ước tính 13,5 triệu người tại khu vực bị ảnh hưởng. Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tình trạng khẩn cấp với mục tiêu cao nhất là khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn.